chào các bạn đã quay trở lại với Hacom. Và trên tay mình đây đó chính là chiếc bộ vô lăng Moza R3 Bundle và được giới thiệu vừa rồi ở Gamescom 2023. Và ngay khi nó ra mắt thì rất nhiều những cái bài viết và review trên mạng đã có và nói đây là kẻ hủy diệt của T300 và G29. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng xem thì liệu đây có chính xác là kẻ hủy diệt của hai chiếc vô lăng đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện tại không. Đầu tiên thì cái phiên bản trên tay mình đây đó chính là marketing sample và nên là mình sẽ có rất là sớm. Và những chiếc hàng Moza R3 Bundle hàng thương mại sẽ có ở Việt Nam vào tầm cuối tháng 10 năm 2023 này, tức là còn khoảng tầm 1 tháng nữa sau khi mình đăng cái bài review này lên. Nhưng mà sau khi mình đăng những cái thông tin cơ bản về Moza R3 cũng đã xuất hiện trên các trên mạng ấy, thì mình tự nhận thấy một cái, đó chính là tỷ lệ bán lại của những chiếc T300 Trumaster T300 nó tăng đột biến. Và ngày trước những chiếc Trumaster T300 các bạn có thể bán lại với mức giá khoảng tầm từ 7 đến 8 triệu, nhưng mà hiện tại các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng tầm 6 triệu là đã có những cái bộ T300 cũ rồi. Đấy là mức mà gọi là giảm giá khá là mạnh. Và mình nghĩ nó cũng một phần đó chính là do cái mức giá của chiếc R3 này cũng như là thông tin chiếc R3 xuất hiện và gây ảnh hưởng một phần đến giá chiếc T300 cũ. Khi mà chiếc T300 cũ hiện tại trước đây nó có giá rất là cao nhưng bây giờ giảm xuống khá là rẻ rồi. Điểm khác nhau lớn nhất giữa những vô lăng G29, G920 và T300 cũng như Moza R3 đó chính là hệ chuyển động. À, trên những chiếc Logitech G29 và G920 chúng ta đều sử dụng đó chính là công nghệ chuyển động bằng bánh răng, những công nghệ chuyển động gọi là cũ kỹ nhất và rẻ tiền nhất. Thì cái đặc điểm công nghệ này đó chính là đầu tiên các bạn nhận thấy đó chính là tiếng cục khi mà các bạn đánh lái, đó chính là tiếng bánh răng nó va vào nhau. Và thứ hai đó chính là cái phần khớp của các bánh răng nó không khít nên là các bạn sẽ cảm nhận có độ dơ vô lăng nhất định. Và nên là các bạn sẽ có những cái đầu tiên đó chính là tiếng kêu khi chơi này. Thứ hai là chính là độ delay khi mà tất cả lực phản hồi chúng ta chuyển động từ một cái motor rất là nhỏ ra một cái vô lăng lớn. Nên là những chuyển động về nhỏ tí nhất có thể nó sẽ bị triệt tiêu và chúng ta sẽ nhận được cái phản hồi lực nó chậm trễ hơn một chút so với những gì chúng ta thấy ở trên màn hình. Và tiếp theo trên Trumaster T300 đó chính là công nghệ chuyển động bằng dây đai kép nhé. Và trên T300 bắt đầu ở dây đai kép rồi thì chúng ta sẽ triệt tiêu được một cái, đó chính là độ dơ vô lăng khi mà dây đai chúng ta sẽ không có bánh răng nên sẽ không bị dơ khi các bạn đánh lái nữa. Nhưng mà những cái điểm yếu chung của hệ thống khuếch đại chuyển động nói chung thì đó chính là cái vấn đề về delay, vấn đề về triệt tiêu những cái phản hồi lực nhỏ thì nó vẫn còn tồn tại trên T300. Và cái điểm rõ nhất thì các bạn thấy khi mà các bạn gọi là va chạm nhẹ và khi xe các bạn mất lái thì chiếc Boeing T300 và G29 đều chung một đặc điểm, đó chính là các bạn sẽ bị delay và các bạn sẽ gần như rất khó để cứu xe trong những cái khoảng thời gian như thế. Và cuối cùng cái công nghệ cao cấp nhất hiện tại là công nghệ Direct Drive trên chiếc Moza R3 này, tức là chúng ta sẽ không có một dây đai hay một cái bánh răng nào trong cái bộ vô lăng này cả và không có sự khuếch đại nào cả, mà toàn bộ tất cả lực phản hồi được truyền trực tiếp từ một cái motor ở bên trong này tới trục vô lăng và tới thẳng tay bạn. Nên là các bạn sẽ triệt tiêu hoàn toàn. Đầu tiên đó chính là các bạn sẽ cảm nhận rõ tất cả những phản hồi lực từ nhỏ nhất đến cao nhất. Các bạn phản hồi rất là rõ tại vì các bạn không phải khuếch đại một cái gì cả. Và thứ hai đó tính là tính ngay lập tức khi mà các nhận phản hồi, chúng ta không có bánh răng, không có dây đai gì cả nên là toàn bộ lực phản hồi được truyền động trực tiếp và ngay lập tức đến tay bạn. Và cái điểm lớn nhất khác biệt đó chính là khi các bạn mình vừa nói với những chiếc T300 hay là Logitech G29, G920 ấy, thì các bạn sẽ bị delay khi mà các bạn chẳng may bị trượt bánh chẳng hạn, thì các bạn lúc đấy cứu xe sẽ khó hơn nhiều so với việc sử dụng một chiếc Direct Drive khi mà các bạn trượt bánh một phát các bạn sẽ biết ngay. Và nếu mà các bạn đua bình thường ấy, thì có thể là các bạn sẽ không cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt giữa những chiếc T300 và Direct Drive như này đâu. Dây đai và Direct Drive thì các bạn đua bình thường thì mình nghĩ là các bạn cũng cảm nhận nó có một tầm 1.8, 1.10 cũng không khác nhau nhiều. Nhưng mà cái điểm khác biệt lớn nhất đó chính là khi các bạn xảy ra lỗi khi đua. Thì cái đấy chúng ta là con người mà chúng ta không thể nào đua khoảng tầm 100 vòng, 200 vòng chúng đều là không phạm một lỗi nào cả. Và khi các bạn phạm lỗi thì những chiếc vô lăng Direct Drive này sẽ cho các bạn đó chính là cái khả năng cứu xe và khả năng an toàn các bạn đua tiếp được và các bạn đỡ gọi là đỡ bị văng ra đường đua và disqualify. Đi sâu vào chiếc bay Moza R3 này, chúng ta có một cái bay kích thước cực kỳ nhỏ và toàn bộ nhôm được làm là bằng nhôm tạc tiêu chuẩn trên máy bay nên cảm giác sờ rất là sướng và nhìn rất là cao cấp. Và mặt trước chúng ta có một hệ thống Moza Quicklit tiêu chuẩn nên là các bạn có thể gắn những cái vô lăng khác nếu các bạn muốn mua và nâng cấp về sau là được. Đây điểm mạnh chung của các cái bộ vô lăng Direct Drive rồi, tức là khả năng nâng cấp là có, các bạn mua vô lăng khác của Moza các bạn gắn vào đây dùng bình thường không vấn đề gì cả. Và ở mặt sau chúng ta sẽ có rất nhiều cổng kết nối, bao gồm cổng kết nối USB này, cổng kết nối nguồn này, và chúng ta có những cổng kết nối của bàn đạp, cổng kết nối của phanh tay, hộp số và màn hình cũng như là nút emergency stop. Đây là những cổng kết nối cơ bản trên chiếc Moza R3 này. Và chiếc Moza R3 này nó thiết kế khác một chút so với đàn anh R5, R9 hay R12, đó chính là các bạn thấy cái có vẻ giống như là chữ X. Tại vì cái bộ vô lăng Moza R3 này nó tương thích hoàn toàn với Xbox nên là các bạn sẽ có thiết kế nó nhìn giống với Xbox và cả Xbox cả PC đều dùng được nhá. Và nói đến Xbox thì chúng ta có một
cái vô lăng mới. Tên nó cũng là Moza ES thôi, nhưng mà là Moza ES for Xbox. Tức là các bạn sẽ có một cái chữ X to ở đây. Và khả năng tương thích với Xbox của bộ vô lăng này nó hoàn toàn đến từ cái chiếc vô lăng chứ không phải từ cái bay. Nên là các bạn nếu mà muốn sử dụng chung với Xbox ấy, thì các bạn chỉ cần giữ chiếc vô lăng này thôi. Và các bạn có thể mua những cái bay như là bay của R5, bay của R12 thì các bạn có thể cắm vào được. Nhưng mà R9 hiện tại thì chưa được, tại vì R9 chúng ta thiếu một cổng, chứ cái cổng cắm pedal của R5 và R12 thì có. Và chiếc vô lăng Moza ES này thì chúng ta nhìn thấy thiết kế nó vẫn gần như là tương đồng với cả chiếc vô lăng Moza ES bản mà đi kèm R5 ấy. Nhưng mà một vài điểm mà mình cảm thấy là có vẻ như họ cắt giảm, đầu tiên là chính là cái lớp phủ bề mặt này là lớp nhựa cứng chứ không phải là lớp da như là trên chiếc ES của Moza R5. Nên là mình cảm giác nó cầm nó cứng hơn, và mình nghĩ là các bạn mua mấy cái bọc của cầu lông các bạn bọc vào đây cầm nó sẽ cứng hơn khá là nhiều. Và thứ hai đó chính là về phần này, thì chúng ta thấy là cái tiếng khi mà các bạn dùng cái paddle shifter này nó sẽ kêu khá là to, tại vì nó dùng cái hệ thống là hệ thống nút ấn cơ bản ở dưới, nó không được cao cấp và xịn như những chiếc vô lăng tầm 5 đến 7 triệu chúng ta dùng hệ thống shifter là bằng 5 châm thì ấn nó sướng hơn rất là nhiều. Nhưng mà nhìn chung thì cái mức giá này thì mình không thể nào mà đòi hỏi quá nhiều một chiếc vô lăng được. Và cái chiếc vô lăng này có cái kích cỡ là 28cm và bằng cỡ với cả G29, G920 cũng như T300, và thiết kế đi cắt nên là phù hợp với các bạn mà muốn chơi dạng đua GT hoặc là F1. Còn nếu mà các bạn mà muốn gọi là đua drift hay rally, hay là các bạn muốn đua hẳn dạng F1 vô lăng dạng ngang chữ nhật ấy, thì các bạn có thể mua những cái gọi là những cái bề mặt khác của Moza ES mà họ chúng mình vẫn bán, và các bạn thể lên website của Hacom để tham khảo nhé. Nên là chiếc vô lăng này nó rất là đa dụng, các bạn muốn chơi gì các bạn cũng chơi được. Và cuối cùng thì chúng ta có một chiếc bàn đạp. Chiếc bàn đạp này y hệt trên chiếc R5 bundle, đấy là chiếc Moza SRP Lite. Các bạn sẽ có một chiếc bàn đạp full bằng kim loại, cầm rất là nặng, rất là chắc chắn. Khác với những chiếc bàn đạp nhựa khác trên thị trường, chúng ta có cảm biến ga và phanh ở đây. Và nếu các bạn cần dùng côn ý, thì các bạn sẽ phải mua rời với mức giá khoảng tầm gần 1 triệu đồng cho một chiếc côn. Nhưng mà mình thấy họ cắt cái côn hợp lý, tại vì chúng ta đua cái Forza hay là đua GT, đua F1, cái đua rally thì các bạn cũng không cần dùng đến cái côn làm gì cả. Chỉ trừ khi các bạn chạy số sàn ấy, thì các bạn mua côn và mua luôn một hộp số thì tiện. Còn lại bình thường thì mình thấy rất ít nhu cầu các bạn mà dùng đến cái côn để làm gì cả. Và ở đây chúng ta sẽ có cảm biến, thì cảm biến toàn bộ hai chiếc pedal này, cảm biến là cảm biến không chạm hành trình của Hall sensor. Nó không chạm thì các bạn sẽ gọi là nó không bị dùng lâu ấy, nó không bị bụi bẩn vào, nó cũng không ảnh hưởng gì đến cả cái việc cảm biến cả. Nhưng mà cái cảm biến này thì cái phanh của các bạn, mình không nói đến ga thì cái nào như nhau cả, nhưng mà phanh thì cái lực phanh các bạn sẽ cảm nhận thông qua là hành trình của cái góc của bàn đạp phanh này, chứ nó không phải là cảm biến lực như những chiếc pedal như Moza SRP bản full hay là những chiếc pedal khác cao cấp tầm 3-4 triệu ấy, họ dùng cảm biến lực thì các bạn phanh sẽ ổn định hơn. Còn trên chiếc Moza SRP này là cảm biến hành trình, nó điểm yếu chung của tất cả những cái cảm biến là như thế. Đó chính là cái việc phanh các bạn sẽ kém ổn định hơn so với việc các bạn dùng cảm biến cân nặng loát xeo những chiếc pedal cao cấp. Nhưng mà thực ra là giá nó rẻ mà, nên là mình cũng không thể nào mà yêu cầu quá cao chiếc bàn đạp như này cả. Nhưng mà nhìn chung thì cảm giác sờ vào ban đầu ấy là nó sướng. Trước khi mình lái thử ấy, thì mình muốn nói một chút về cái vấn đề giá của bộ R3 này. Thì cái bộ R3 này các bạn sẽ có một cái bay, một cái pedal, một cái vô lăng và một cái ngàn kẹp bàn với mức giá tổng là 8.5 triệu. Bây giờ chúng ta so sánh với các đối thủ khác đi. Chúng ta G29 khoảng tầm 6.7 triệu, 6.8 triệu, G920 là khoảng tầm gần 9 triệu, T300 là 10 triệu, so sánh như thế nào? Như các bạn có thể thấy thì mình đang cho các bạn xem một cái bảng, đó chính là bảng so sánh giữa 4 chiếc vô lăng G29, G923, R3 bundle và T300 RSGT. Thì những ô bôi màu xanh thì có nghĩa là đấy là những cái công nghệ và tốt nhất và là ngon nhất. Thì các bạn thấy là trên chiếc R3 bundle chúng ta đã tổng hợp gần như tất cả mọi thứ đều là tốt nhất hiện tại rồi. Chỉ kém một chút đó chính là 0.1 Nm so với chiếc T300 RSGT thì cái đấy gần như không đáng kể. Hoặc là vô lăng thì vô lăng là vô lăng đi cắt, nên là các bạn dùng những cái lái xe tải các thứ sẽ không hợp lắm mà cần mua những cái phần mở rộng như là chiếc 12 inch V1 của Moza. Hoặc là côn không đi kèm nên các bạn có thể mua thêm với giá khoảng tầm 1 triệu. Và cuối cùng là tương thích thì Moza R3 bundle chỉ tương thích với PC và Xbox, còn PlayStation thì các bạn sẽ buộc phải sử dụng những vô lăng khác rồi. Và mức giá thì R3 bundle với những cái màu xanh như này thì thực sự nó gần như tốt nhất trong phân khúc rồi, không thể có gì bàn cãi nữa. Thì nếu mà so với G920 và T300 ấy, thì chả có lý do nào mà các bạn lại sử dụng cái công nghệ bánh răng hoặc là dây đai so được với cái công nghệ Direct Drive này cả. Các bạn chả có điểm mạnh nào, trừ khi duy nhất một điều đó chính là các bạn phải chơi với PlayStation thì các bạn phải mua Logitech và Throttle. Còn nếu các bạn chơi với PC, Xbox ấy, thì chả có lý do nào mà chúng ta phải mua một cái vô lăng mà dùng công nghệ khuếch đại, xong rồi chúng ta hoàn toàn mua được cái vô lăng chuyển động trực tiếp này. Còn nếu các bạn đang muốn mua G29 thì mình nghĩ các bạn có thể tiết kiệm thêm một chút, khoảng tầm hơn 1 triệu, 1.3 triệu, 1.4 triệu gì đấy, các bạn mua con R3 này, các bạn được những cái trải nghiệm nó khác biệt hoàn toàn ấy. Và nói đến trải nghiệm thì toàn bộ
sản phẩm của Moza các bạn dùng thông qua phần mềm trên PC là Moza Pit House. Các bạn tùy chỉnh rất là nhiều thứ trong đấy và các bạn có lẽ là nên tìm hiểu và lái thử rất là nhiều để có những cái setting cho mình nó phù hợp. Và thứ hai, nếu mà các bạn dùng với Xbox ấy, thì chúng ta sẽ phải dùng phần mềm đó thông qua điện thoại, cái app điện thoại nó chỉnh được rất là nhiều thứ. Nên là các bạn yên tâm hoàn toàn là tính thương thích và tùy chỉnh của những vô lăng Direct Drive là các bạn không thể nào tìm được ở những cái vô lăng thể loại khác đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ thử nghiệm ở trong tựa game Assetto Corsa Competizione. Thì đây gần như là cái tựa game tốt nhất mà các bạn có thể thử, tại vì phần hồi lực của nó rất là chi tiết và nó rõ ràng. Thì mình thử ở đây, đây là Check Monza. Thì Check rất là quen thuộc với các bạn chơi này cái gì biết Monza. Thì cái điểm đầu tiên đó chính là cái điểm mạnh của tất cả những cái vô lăng Direct Drive, đó chính là cái độ phản hồi lực nó rất là chi tiết và nó nhanh. Nó ngay lập tức, tức là xe các bạn phải làm sao thì các bạn sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Và cái lực phản hồi nó cũng rất là mượt mà, nó không bị khựng và nó không bị bất ngờ. Cái điểm mạnh tất cả các vô lăng Direct Drive thế rồi, các bạn sẽ gọi là nhận được cái phản hồi lực rất nhanh và chi tiết ngay từ lần đầu tiên các bạn tiếp xúc, các bạn sẽ cảm nhận được ngay đó chính là cái độ nhanh của nó là như thế nào. Khi mình đi leo vào cái đường curb ở bên cạnh ấy, thì mình cảm nhận rất là rõ là cái đường curb này nó ở bên nào và nó phản hồi lực của mình ra sao. Các bạn thấy đèn báo tua cũng hoạt động khá là chính xác. Nhưng mà có một cái điểm yếu của tất cả những cái vô lăng mà có phản hồi lực nó khoảng tầm từ 7 đến 8 Nm ấy. Úi giời. Đó là khi các bạn mà, tức là cái lực phản hồi khi mà nó quá mạnh, các bạn set là 100% ấy, tức là các bạn tận dụng hết cái 3,9 Nm này. Mặc dù các bạn nghe 3,9 thì có vẻ nó là ngang T300 ấy, nhưng mà các bạn chơi lâu các bạn cũng sẽ cảm nhận được cái lực nó khá là mạnh. Nhưng mà khi các bạn, đặc biệt là các bạn vào những khúc cua thứ 3 trên Check Monza, các bạn cảm nhận được đó chính là khả năng bị clipping khi mà mình set nó quá cao. Thì cái lý do đấy là như nào? Khi mà tất cả những cái vô lăng từ rẻ đến cao, khi các bạn set phản hồi lực 100% ấy, thì khi mà cái tín hiệu đầu vào nó quá mạnh thì các bạn sẽ gọi là mất cái độ chi tiết của phản hồi lực khi mà các bạn đi vào cua, đặc biệt khúc cua thứ 3 ở Monza, các bạn cảm nhận điều đó. Tức là dễ dàng khi mà cái đèn báo phản hồi lực của nó lên mức đỏ liên tục ở trong game. Kế hoạch thì các bạn khắc phục thế nào? Thì các bạn có hai cách khắc phục. Nếu mà các bạn xác nhận được cái phản hồi lực nó yếu hơn một chút thì các bạn có thể là set phản hồi lực khoảng tầm 50-70%. Lúc ấy tình trạng clipping sẽ bị giảm rất là nhiều, nhưng mà bù lại được khoảng phản hồi lực các bạn nó sẽ thấp hơn. Còn nếu các bạn vẫn muốn một cái phản hồi lực mạnh và các bạn vẫn muốn có độ chi tiết khi mà các bạn là những vào những khúc cua nó tốc độ cao ấy, thì lúc ấy các bạn bắt buộc sẽ phải là chơi những cái vô lăng phản hồi lực cao khoảng tầm R9 hoặc là R12 hoặc là R16, R21. Lúc ấy các bạn chỉ cần để khoảng tầm 50-70% phản hồi lực rất là mạnh, và khi mà đi vào những cái đoạn cua mà khúc cua tốc độ cao các bạn vẫn sẽ cảm nhận lực phản hồi lực. Nhưng mà đấy là điểm yếu chung của những cái vô lăng có cái mức phản hồi dưới tầm 7-8 Nm, nó đều bị là gọi là clipping cả, và các bạn gọi là chấp nhận thôi, các bạn sẽ có một cái phản hồi lực nó gọi là nhẹ nhàng. Thì nếu mà các bạn muốn độ phản hồi lực chi tiết thì các bạn sẽ phải chấp nhận đó chính là cái mức gọi là cái lực phản hồi nó nhẹ. Nhưng các bạn muốn cái lực phản hồi ổn rồi, bỏ đầm đi này. Khi mà các bạn muốn một cái lực phản hồi nó mạnh ấy, thì các bạn chấp nhận là ở một vài khúc cua tốc độ cao, điển hình như là khúc cua số 3 của Monza như mình đang đi đây, hoặc là Aurus của Spa, thì các bạn sẽ bị chấp nhận mất một ít. Nhưng cái này mình nghĩ là cũng không quá đáng kể đâu, và những cái bộ vô lăng tầm cơ bản này thì các bạn chấp nhận điều đấy. Và cái thứ hai mình muốn nói đó chính là cái bàn đạp này giống chung chiếc Moza SRP Line, giống như trên chiếc Moza R5 ấy. Thì điểm yếu của cái bàn đạp này đó chính là cái lực của nó khá là nhẹ. Nó sẽ phù hợp với các bạn nếu mà các bạn chơi trên bàn, kẹt trên bàn như mình đây, thì các bạn đạp này các bạn sẽ không bị đẩy lùi ghế về phía sau. Thì họ làm như vậy để các bạn sẽ không bị ngửa ghế khi các bạn đạp phanh. Nhưng mà bù lại khi mà các bạn có những cái bộ khung đua xe nó cao cấp chẳng hạn, các bạn cần một cái lực đạp phanh nó chính xác và nó mạnh, thì lúc đấy cái phanh này thì nó lại hơi bị nhẹ, và các bạn nên mua thêm tối thiểu là một cái performance kit của Moza để gọi là cái đạp phanh nó sẽ mạnh hơn khá và lôi phanh nó chính xác hơn. Và có lẽ bạn mà muốn gọi là nhanh nhất có thể ấy, thì chúng ta được đạp phanh nó ổn định nhất có thể, các bạn không muốn bàn đạp Lascelles như là Moza SRP hoặc là Moza CRP hoặc là các bàn đạp của VNM, nhưng mà đấy là câu chuyện có lẽ về sau khi chúng ta nâng cấp thôi. Còn ban đầu thì mình nghĩ là cái bộ này rất là ổn, phản hồi lực mình nhận mặt đường nó chi tiết, và khi mình đi qua từng một cái lần kẻ ở bên tay phải, tay trái, mình đều cảm nhận được đó là chính ở bên nào và nó cái bậc cấp nó ra sao. Và khi mình đi đấy chạm vào này, mình biết ngay là lớp cỏ bên cạnh nó đang ở đâu. Mà vô lăng này thì các bạn có thể chơi hoàn toàn với các game khác nhau, ví dụ như Dirt Rally hay là Forza 5, vô lăng này hỗ trợ hoàn toàn từ A đến Z.
Và mục đích của mình test ở Assetto Corsa đó chính là để mình xem thử là cái khả năng phản hồi lực, độ chi tiết của nó thế nào và nó bị clipping hay ra sao. Thì mình cũng đã có phần trả lời cho các bạn câu hỏi ở đấy rồi. Và nhìn chung thì các con này nó dùng chung cái CPU với cả cái Moza R5, nên là anh em có thể yên tâm về gọi là cái độ chi tiết của phản hồi lực. Nó rất là nhanh, nó rất là chi tiết, nó chính xác. Ví dụ mình bị trượt xe phát là mình biết ngay là mình có thể cứu được xe trong những tình huống như thế. Nhưng bù lại đây, khi mình vào khúc cua số 3, các bạn thấy là chúng ta bị cái phần đỏ. Phần đỏ là phần bị gọi là clipping. Nhưng cái đấy thì các bạn có thể chỉnh lại xuống phần độ lực khoảng tầm 80%. Cái cảm giác cầm nắm của vô lăng này thì nó là cái phiên bản rẻ hơn của chiếc ES, nên là chúng ta sẽ có một cái lớp cầm nó khá là nhựa. Mình thì không thích cái lớp cầm này lắm, nhưng mà các bạn có thể là nếu mà chơi với PC thì sau này các bạn nâng cấp vào những cái vô lăng khác như là chiếc Moza CS hoặc là Moza KS chẳng hạn. Lúc ấy chúng ta có một cái cầm bằng da nó sẽ thích hơn. Đây mình cầm bằng nhựa. Thì tầm này thì chúng ta đều là có những cái vô lăng khác bằng nhựa hết, của kể cả Logitech G29 hay T300 đều là nhựa. Cái quan trọng chúng ta được đó chính là cái phần Direct Drive ở đây. Và mình có chơi thử một lúc từ nãy đến giờ ấy, thì mình cảm nhận được là cái này nó khá là mát, không bị nóng đâu. Như ngày trước anh em có thể bị than phiền nóng trên những chiếc R9, R9 V1, V2 họ đã sửa cái vấn đề nóng đấy rồi. Ui dồi. Và bây giờ mình chơi một lúc thì mình thấy vô lăng nó chỉ ấm rồi. Nó sẽ tỏa nhiệt, thoát nhiệt ở xung quanh cái mức này, nên là mình sợ sẽ ấm. Trước khi mình đi vào bài tổng kết của chiếc Moza R3 bundle này thì mình muốn chia sẻ một chút, đó chính là tất cả sản phẩm Moza hiện tại đã được phân phối bởi Hacom. Và các bạn có thể mua ở trên Taobao sách tay mức giá mình nghĩ là sẽ rẻ hơn một chút, nhưng mà khi các bạn cắm máy tính, các bạn sử dụng thì các bạn phải gọi là kích hoạt cái sản phẩm này lên ấy. Khi mà kích hoạt nó nhận reason các bạn ở Việt Nam, và từ đó nếu các bạn mua sách tay thì các bạn sẽ bị từ chối bảo hành bởi Moza. Kể cả khi các bạn gọi là ship ngược sang thì các bạn kích hoạt ở Việt Nam thì các bạn gọi là sang Trung Quốc thì các bạn sẽ bị từ chối bảo hành ngay. Nên là anh em hãy lưu ý là chấp nhận mất thêm một ít chi phí, các bạn sẽ nhận được cái chế độ bảo hành chính hãng 1 năm đến từ Moza, và đa số là các bạn gần như là đổi mới. Chiếc Moza R3 bundle này phù hợp với những ai? Thì chắc chắn là nó sẽ không phù hợp với những bạn gọi là túi tiền rủng rỉnh 15-20 triệu, ở tầm đấy chúng ta có thể lựa chọn như là R5 hoặc là R9 các thứ rất là nhiều hơn. Nhưng mà khi chiếc Moza R3 này với định vị phân khúc nó là mức 8,5 triệu thì nó ở một cái mức gọi là trung cấp ý. Nó không phải phổ thông như R29, nó trung cấp. Thì những anh em nào mà đang định mua True Motor T300 hay là đang định mua là chiếc Logitech G920 thì các bạn hãy thử nghiệm cái chiếc Moza R3 này đi. Tại vì thứ nhất, về độ phản hồi lực nó cũng tương đương với cả chiếc T300, không khác gì. Nhưng mà về độ chi tiết, về tốc độ phản hồi và để chất lượng hoàn thiện ý, thì nó cao hơn rất là nhiều khi các bạn có một chiếc bay là bằng kim loại và chiếc vô lăng này này. Và toàn bộ công nghệ các bạn có thể nâng cấp dần dần về sau thoải mái. Các bạn thay vô lăng, các bạn thay bàn đạp các thứ về sau không có vấn đề gì cả. Và đấy là điểm mạnh của tất cả những cái vô lăng Direct Drive, đó chính là khả năng nâng cấp cũng như là cái trải nghiệm phản hồi lực của nó. Thì gần như là những công nghệ khác không phải so được. Và nếu các bạn đang dùng G29 thì sao? Thì mình nghĩ là việc các bạn bỏ thêm một chút tiền, các bạn bán chiếc G29 cũ đi, thêm một chút tiền các bạn lên Moza R3, thì những trải nghiệm các bạn nhận được lại ấy, nó là khác biệt hoàn toàn, gần như là một trời một vực ấy. Và khi mà bạn đã trải nghiệm công nghệ Direct Drive này thì mình nghĩ là những anh em của mình sau khi đã dùng Direct Drive thì đều công nhận một điều, đó chính là những công nghệ về dây đai hay là bánh răng ấy, nó chỉ đồ chơi trẻ con mà thôi. Công nghệ của người lớn, công nghệ chuyên nghiệp nó phải là Direct Drive. Và sản phẩm hiện đang bạn sẵn hàng tại Hacom vào cuối tháng 10 này. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video đánh giá bộ Moza R3 bundle của mình nhé. Và các bạn hãy đừng quên like và subscribe YouTube để nhận những cái review mới nhất về những sản phẩm công nghệ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.